Thôi cái nó đi lại cho cá bạc lắm. Má mày thằng rồi. Quay cô nó đưa rồi. Mày đứng cổng đâu, để tao đi lẻ vô đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng. Anh vô đây nói chuyện nè. Tao kêu em tao về đây được, tao chạy được. Vô nói chuyện. Mẹ mình mà chửi đủ mẹ. Đúng rồi. Chỉ em ghẻ đó thôi. Nhưng mà em sai cái gì? Anh nói đi em sai cái gì? Em sai gì em xin lỗi anh, em trách nhận em xin lỗi anh. Không hiểu. Anh nói đi. Em sai cái gì? Em sai em chịu em xin lỗi anh. Bữa nào? Bữa nào? Bữa đó làm cái gì? Chưa quá 5 ngày. Mà em làm gì? Bữa đó làm gì? Anh làm gì? Rồi em làm gì anh? Hôm bữa đó đây nè, anh đây nè, ông bấy ăn gược anh vô nè, rồi anh kêu em ra tiếp. Em đi ra, em lôi anh vô, anh kêu thôi ông già rồi, anh quýnh anh mang tội. Có bà Sáu mới kêu em ra. Cái bữa đó là khác, rồi bữa nào? Cái sau nữa, cái sau nữa tao cũng xỉn về nữa. Anh nói em nghe đi. Mày nào? Mày tính ăn thịt tao. Anh phải kể rõ ràng ra em mới biết. Ừ em sai cái gì chứ. Bữa là em làm gì anh? Cái bữa sau cái bữa. Nhưng mà anh phải kể ra em. Ừ mày, mày hâm he tao hay là mày làm gì tao hay là mày không nói hâm gì tao. Nhưng mà cái hành động bữa đó cái cử chỉ mất rồi. Nhưng mà anh phải kể rõ ràng. Nhớ là mày nhớ lại đi. Em không nhớ bây giờ. Em không nhớ là cái bữa đó em làm tao gì đó. Mày nói thẳng ra có hai anh em. Em đâu em thì anh cứ nói đi, anh nói rồi anh nói đi. Rồi. Tao kêu về đây được, tao biết được. Nhưng mà em hỏi anh tao cũng không có ép biết em ghẻ đâu gì chứ. Nhưng mà em sai cái gì? Em sai cái gì mà anh đòi làm cái gì? Em sai cái gì thì anh nói, anh là đàn anh thì anh nói em nghe chứ sao không nghe. Nhưng mà em anh phải giải thích cho em là em sai cái gì. Nhưng mà còn anh nói đi, còn cái khác cái nào anh cứ nói ra. Còn anh đàn anh mà. Đó. Đừng, anh cũng như biết anh cũng dám chặt chỉ. Không có chặt. Nhưng mà còn cái khác nữa. Cái khác là cái gì anh cứ nói ra. Anh em phải rõ ràng, không thôi mít lòng dữ lắm. Em thì em họ thấy anh không có gì chân á, nhưng mà em có cái là bực bội cái vụ mà mẹ mình mà kêu chữ như vậy em không có chịu được. Nhưng mà cái đó em sai em phải không? Mày có bữa mình nhớ lại gì? Đâu phải tao đi âm được rồi. Anh này mày không có nói luôn cả. Anh nhớ gì? Bữa đó mày muốn ăn thịt tao bữa đó. Nhưng mà nhớ, anh nhớ là anh nhớ anh phải kể ra chứ em sao em nhớ được.
Bữa đó là em làm cái gì? Nói cái gì? Em nói ra mới biết em sai chứ làm sao em biết em sai? Còn bây giờ anh tỉnh rồi, anh ngủ đi rồi chiều thì nói chuyện nữa. Không nha. Nó tao em là em chỉ không chấp nhận anh cái vụ mà anh chửi mẹ anh thôi. Em lại không chấp nhận vụ đó đó. Còn những cái gì khác em không có quan tâm. Chấp nhận không chấp nhận, giờ em ruột tao nó còn không dám ho, mày đi em để ho. Mày muốn về kêu bà bảy ho gì? Nói anh phố, anh phố, anh vợ gì đó. Em sai cái gì? Giờ bà về bà xử lý con phố của tôi. Không có. Tao em không có kêu gì. Mà cho dù mày kêu tao cũng không sợ bà nào đó. Nhưng mà em không có, em không có sợ hay không sợ gì hết trơn á, nhưng mà em hỏi anh đó là em sai cái gì thì anh cứ nói, em sửa, em xin lỗi, em sửa. Đó, tao nói tao cũng có nói mấy lần, cũng có hai ba mày với mấy tao nói rồi. Hai đứa. Tao ghi bữa đó tao chửi bà Tư, tao la bà Tư, vì của tao mà. Tao còn nói thẳng. Anh Thằng ơi, tôi nói ông nghe nè. Ông nói ai vô chổng học lại anh là gì Tư học cái gì cho anh em chia rẽ cho con mé nó ghét tôi. Tôi không biết tới, nhưng mà hổm gài tôi ở đây tôi thấy ông chữ hòa sáo và tôi thấy tôi cũng bực, tôi cũng ghét rồi chứ đợi chi ai học. Bực gì ghét gì? Trời ơi, bả mà chữ bả. Rồi trong 3 năm trời á, 3 năm trời bả đau chổng á. Có thằng nào ngó ngàng đâu. Ủa cái thằng nào ngó ngàng nội lo cho bả không? Còn sặc máu tiền bạc. Rồi tôi đi làm, tôi thân gái tôi đi làm rồi bảy thì bảy nuôi. Rồi bảy nuôi thì sao? Còn mấy anh con gì có trách nhiệm gì với ông mình mà lo cho ông? Mấy ổng ví dụ như cho ông mua đồ thiếu nợ là dữ lắm rồi, chứ có trách nhiệm gì với ông mà phải nuôi ông? Ông suy nghĩ coi đúng không? Ví dụ như anh út bé hoặc là cái gì có trách nhiệm gì mà câu về sao á, về sao á, cái nền nhà bên hông đây tao nói có, người ta cộng trước 2 trụ sau 2 trụ 4 trụ đó. Tôi nói á, là giờ hiện tại tôi không có tiền, không có đất ở. Bây giờ nếu như mà ông dành thì cho tôi mướn lại 5-10 năm gì á. Không có gì cho mà. Tao không nói mày hiểu không tới thôi. Nhưng mà em út tao đây, em chồng nó thì đứng em ở với mình. Em út tao luôn, nhưng mà tao phải phân nhân nhỏ. Em không có, em chỉ là tạm thời đây thôi chứ em có, em không có lấy cái gì hết trơn, em không có ở đây. Tao có nói gì. Hiện tại là do dịch, dịch lấy. Nhưng mà dịch bệnh em về đây em để tạm thôi. Đó thì gắng cố gắng làm tích góp để mua được cái nền nhà ở. Chứ em không có liên quan gì đây chứ, cũng không có liên quan cái đất đai, không có nhắc nhở tới đất đai, không có nhắc tới người. Bữa nay thì sẵn nói là em thì không có gành vụ đất đai này vậy trơn á. Đó anh chỉ hỏi thăm rồi gì vậy thôi chứ em cho biết thôi chứ không có đất đai này em cũng không biết là có ai mà tâm sự nói đâu nói luôn. Cái bữa mà không phải cái bữa mà cúng trễ á, cúng trễ á rồi trễ đó mà anh cũng biết mà anh cũng hẹn gì. Nhưng mà đó, tao nói em muốn tao cũng không có gì mấy hậu đi, nhưng mà đây là nó thiệt có hàng em à, chứ em dễ gì đừng lại hàng em còn rất là em đâu có nghe lời anh, không có ai hết, không nghe lời anh hết á. Em bữa còn đó, bữa đó nói câu đó là
rồi bữa nào anh tỉnh á, anh tỉnh rồi em đi đòi tiền cho anh, đòi 3 ngày làm cho anh nữa. Nhưng mà anh xỉn về rồi sao anh đi đòi được? Anh xỉn là anh lại nhà người ta là anh đã bậy rồi. Phải tỉnh. Từ bữa đó tao lại tao nhậu bình thường. Anh phải tỉnh, anh lại em mới đòi tao tiền. Tao lại tao nhậu bình thường, như tao tới nhà mày tao nhậu bình thường chứ tao nói gì? Thì nhậu bình thường nhưng mà nói đi đòi tiền 3 cái ngày đó đó, 3 cái ngày lương đó đó là lúc mà mình tỉnh á, em chở anh đi đòi. Nói gì mà sao? Mà anh tỉnh rồi đi đòi lại sao người ta chịu? Còn nói gì nữa chứ, em làm gì mà em ghét anh hay là em làm gì anh không bao giờ em có cái suy nghĩ. Tại vì anh nghĩ em như vậy thôi. Tao không nghĩ vậy vậy nhưng mà em thì anh kể nói hết đi. Mà em nghĩ là khi tao nghĩ còn như thân thuộc như em trai của tao hơn tao thương con gái hơn. Nhưng mà cũng tin ai em không có tin ai chứ ai nói không nghe chứ á. Anh thấy rồi có ai có khi nào nhưng mà mà tao chỉ nói một câu á, bà tư phải vô tào lao rồi tao quyết định nói. Bữa đó tao nói biết mấy biết kể cả bà biết sao không biết kể cả dì bảy nuôi tao lớn với con vợ này nặng mén đó, nhưng mà mười bà bảy về đây đi nữa tôi nói giờ tôi không cho chồng nữa. Bà bước vô đây bà cho mấy chồng mày không mày với mấy vô họ bảy đó chuyện nào tao làm là tao làm riêng tư hoặc gì em út nói chung cái nào cũng vậy, tao bài ăn nhậu hoặc chuyện gì bên nhà tao hoặc chuyện gì lỡ có hơi lớn đến muốn hơi nhỏ nhỏ hoặc gì chớ thiệt anh em chỉ có hai anh em thôi mà không đoàn kết làm gì có chuyện mà những cái cọt vô đó làm gì thay đổi được cái suy nghĩ của em. Chỉ có hai anh em thôi. Mày biết đi, mày không dám như mày không biết gì đó. Thì anh hỏi thử bà Sáu coi có không? Có không là em nói bữa nào chị đòi tiền cho có em nào vợ mày cũng mấy gái đâu rồi. Thương thì em dễ như em trai thì nhưng mà em nói gì nè, em cũng hồi nãy em cũng có lớn tiếng nhưng mà em rất là mong muốn anh đừng có chữ bà Sáu như vậy nữa đó. Bà khổ lắm đó, bà nói gì bà tại vì bà dễ rồi bà nghĩ là con bà bỏ qua thôi chứ nhưng mà từ nữa mình lớn tuổi mình biết mình đẻ con ra mà con nó chữ mình thì anh nghĩ sao? Em chỉ có mong muốn điều đó duy nhất thôi chứ em không có yêu cầu anh gì nữa chứ. Không bao giờ em ghét bỏ anh, em hỏi Trang coi. Lúc nào em cũng nói với Trang nhớ bữa đó do cái hoàn cảnh anh ấy vậy. Bữa đó là mày muốn ăn thịt tao. Không, em không có nhớ bữa nào. Nhưng mà anh phải nhớ, em phải kể. Anh phải nhớ anh kể cho em. Bữa qua dần khác bữa sau bữa hai bữa sau nữa nó muốn ăn thịt tôi rồi bà nhưng mà anh không có nhớ rõ làm sao anh biết được em sai cái chỗ đó nhưng mà anh phải nói rõ là em bữa đó em làm cái gì hay là gì đó như thế nào chứ em không nhớ rồi anh thì anh nhớ cái chi tiết đó thì anh phải kể cho em chứ em sao em biết được.